Họa sĩ Nguyễn Văn Chánh sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892 tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, nay là phường Tân Sang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1922, ông tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm thuộc trường Quốc học Huế, sau đó ở lại dạy học tại trường Tiểu học Đông Ba, Huế. Năm 1925, Nguyễn Văn Chánh là sinh viên khóa đầu tiên của trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, cùng học với Lê Phổ, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ, Công Văn Trung. Năm 1928, ông bắt đầu sáng tác các tranh sơn sầu, mẹ bầy cho con đan len, hai vợ chồng người nông dân trục lúa. Và cũng năm này, ông bắt đầu học vẽ trên lụa Vân Nam và đã thành công. Ông tốt nghiệp năm 1930. Năm 1931, Nguyễn Văn Chánh sáng tác tranh lụa Chơi ô ăn quan cùng một số họa phẩm khác như Cô gái rửa sau, Em bé cho chim ăn, Lên đồng. Cũng năm này tại triển lãm Paris, một số tranh lụa của Nguyễn Văn Chánh đã được mang về Pháp giới thiệu. Lần đầu tiên, công chúng Pháp biết tranh lụa Việt Nam qua nét bút Nguyễn Văn Chánh. Một số tranh lụa của Nguyễn Văn Chánh đã được trưng bày ở Milan, Ý năm 1934, ở San Francisco, Mỹ năm 1937, ở Tokyo, Nhật Bản năm 1940. Sau cuộc triển lãm ở Paris, họa sĩ Nguyễn Văn Chánh được coi là người đặt nền tảng cho tranh lụa hiện đại Việt Nam. Năm 1938, ông tham gia triển lãm do Hội Chấn Hưng Mỹ Thuật và Kỹ Nghệ tổ chức lần thứ 2 tại Hà Nội. Cũng năm này, ông tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ 2 tại Hà Nội với các tác phẩm tiêu biểu Đôi chim bồ câu, Chăn trâu trong rừng, Đi chợ, Tắm cho trâu, Đi lễ chùa. Năm 1939, tại quê, ông đi vẽ ảnh đền làng, cầu ao, sóng chài, khui thuyền, thuyền đánh cá. Và cũng trong năm đấy, họa sĩ Nguyễn Văn Chánh gửi sang Pháp những tranh cỡ lớn như Mùa đông đi cấy, Chim sổ lồng, Chị em đùa cá, Công chúa hoa sâm bụt, cùng một số tác phẩm khác. Sau cách mạng tháng 8, Nguyễn Văn Chánh là ủy viên thường vụ Hội Văn hóa Cứu quốc của tỉnh. Trong thời gian này, ông đã vẽ hình của rất nhiều các lãnh tụ và các chiến sĩ cộng sản như Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú. Trong 9 năm tham gia kháng chiến, họa sĩ đã vẽ tranh tuyên truyền cổ động như Em bé tẩm dầu, Phá kho bom sạc, Lội suối. Cũng trong thời gian này, họa sĩ Nguyễn Văn Chánh về quê phải đi vẽ ở chợ Thượng, Đức Thọ, Hà Tĩnh để kiếm sống. Năm 1955, họa sĩ Nguyễn Văn Chánh trở về Hà Nội làm giảng viên hội họa trường Đại học Mỹ thuật trong vài năm. Năm 1957, ông được bầu vào Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa 1. Năm 1962, ông là đại biểu Đại hội Liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 3. Họa sĩ Nguyễn Văn Chánh sáng tác tác phẩm đầu tiên về đề tài kháng chiến chống Mỹ như tác phẩm Sau giờ trực chiến vào năm 1967, tiếp đó là Trăng tỏ, Hạnh phúc, Chiều về tắm cho con, Trăng lu, Kiên dung và Trừ đồng tử. Trong những ngày máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, phòng tranh mừng họa sĩ 80 tuổi vẫn được mở tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sau đó trưng bày tại số 10 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội. Năm 1973, Nguyễn Văn Chánh sáng tác những tác phẩm cuối cùng về đề tài tắm, Tiên dung tắm, Tiên dung và Trừ đồng tử, Lội suối và bước sau cùng là Kiều tắm. Năm 1974, ông dự triển lãm tranh tượng về đề tài lực lượng vũ trang với tác phẩm Sau giờ trực chiến. Tháng 8 và tháng 9 năm 1982, mừng thọ họa sĩ 90 tuổi, Bộ Văn hóa Việt Nam cùng Bộ Văn hóa Tiệp Khắc và Bộ Văn hóa Hungary tổ chức triển lãm 47 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Chánh tại Praha, Bratislava, Budapest, Bucharest. Tháng 7 năm 1983, phòng tranh Nguyễn Văn Chánh được trưng bày tại Viện Bảo tàng Phương Đông ở Moskva. Ông mất ngày 22 tháng 11 năm 1984 tại Hà Nội và được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Hiện nay, nhà lưu niệm danh họa Nguyễn Văn Chánh nằm trên con đường mang tên ông, bên dòng sông nhỏ ở phường Tân Sang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.